Chết rồi, xin lỗi mấy anh mấy chị, để em ra coi ai bấm dữ vậy trời ơi. Ai bấm dữ vậy nè, để đi ra mở cửa mới được không? Để đi ra mở cửa mới được. Trời ơi, cửa kẹt, nó chán cái hay kêu đi bỏ dầu rồi. Trời ơi, nhà bà sửa cửa lại nha. Dạ, tôi bực mình quá, sao đây ồn quá vậy? Trời, đâu có biết. Chích bột bột ra, cảnh sát. Dạ 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 chị bình tĩnh chị. Dạ bà hai bình tĩnh. Dạ dạ. Bà hai vô chờ tí xíu nha. Sắp sửa có chương trình hay lắm, để giờ tôi đóng cửa cái. Trời ơi, xin lỗi, cửa này đóng không phải chờ tí xíu mới đóng được. Rồi bà hai đừng có đòi đi đâu, bình tĩnh. Dạ để tiếp nói chương trình là một. Tôi vô đây làm gì? Dạ. Bà hai ngồi chờ nha, bà hai ngồi chờ, có một cái tiết mục rất là hay. Quy tụ toàn là những trai đẹp không? Hot lắm. Dạ, để tiếp nói chương trình mời tất cả mọi người nghe một liên khúc Love Story. Nhưng mà quy tụ toàn là những hot boy. Dạ, đầu tiên là mời hot boy Ấn Hùng. Anh Trường, hot boy Trường. Trời ơi, hot boy đâu rồi? Bây giờ phải đi tìm hot boy. Ủa sao chị Chi? Chị Chi sao xuất hiện vậy? Em đang đi tìm hot boy mà. Trời ơi, không ổn chứ xíu nào nữa. Chết rồi, chết rồi. Rồi, bây giờ còn... Trời, hot boy này mới dữ dội nè. Trời, phải đang cài nút áo là sao? Thôi ra đi không sao hết. Dạ. Rồi đủ hết chưa anh? Đủ hết chưa? Còn một hot nữa. Hot dữ lắm đúng không? Hot boy trang đâu? Úi trời ơi, đây nè. Dạ. Sân trường sợ tư tình không đủ nghĩa yêu thương, anh tay mực cho vừa màu áo tím. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng đang giá bằng không ngập tràn buồn tê nắng. Nghe bao xót xa vượt bay theo cánh chim ngàn, từng bước nơi này chỉ còn em với ta.
tình yêu đến cho ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng đời đời, hy vọng được ơn cứu khổ và con tim đã vui trở lại và niềm vui đã dâng về người cho tâm hồn. Ngày nhà em bao nổ, anh cuộn mình trong chân như con sâu làm tổ trong trái vai cô đơn. Ngày nhà em bao nổ, tâm hồn anh nhuốm máu, ôi nhà chém hương vô, ôi nhà chém hương vô. Năm rồi khi em có bầu, anh dặn thương mẹ mãi, đời chia nhiều nhẫn sầu. Phóng thư tình ấy dài và môi vai rất mềm, nhưng hẹn hò quyến duyên trên lối xưa thiên đường. Tôi thấy mấy ổng nhà nói lên lời. Xin lỗi nha hàng xóm tôi tên cô Út. Đây là bà hai duyên dáng nhưng mà hơi điệu. Đó. Rồi bà tới là chị. Bà bình tĩnh bình tĩnh. Tiếp theo á là có một tiết mục bảo đảm là bà không bao giờ muốn về. Bà muốn ở lại đây luôn. Ok. Chuẩn bị. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Ba. Bài nhạc tên đề rất là hấp dẫn. Đập xanh boy.